chào cả nhà nha. Chào cả nhà. Xin chào cả nhà. À, cả nhà ơi, bữa nay mình có mua được ít lòng rồi cả nhà. Hổm gài về nhà ăn cá ăn móng hoài cũng ngán ngán đó. Bữa nay sẵn anh em mấy anh em mình nghỉ lễ thì mình sẽ mua ít lòng heo này, mình nấu cháo lòng. Thì sáng đi chợ được tới mình mua chỗ người quen. Hoài à, mình nhận được cái bao tử nè cả nhà. Cái này cái lá mía. Mấy cái cục này là cái cuốn họng á, cuốn họng cuốn heo đó, gần cái lưỡi á, được một cái lưỡi nè, với hai cái cặp, với một chùm phèo. Thì bên đây thì có gan, còn cái xương này thì cô bán cô cho mình để nấu cho ngọt nước á. Bây giờ em nhờ anh Khải gan gạo đi nha. Rồi, công việc của mình là gan gạo nè cả nhà. Bên đây anh Khải sẽ gan gạo, Băng sẽ bắt đầu nấu nhẹ lên cao. Này mình gan vàng vàng vừa vừa là được phải không ta? Vừa vừa được. Em thấy là gần được rồi đó. Đây, gan trắng thì mình gan vừa. Bây giờ mình cho cái phần lòng vô mình trần sơ như thế nha. Mình trần cho nó chín sơ vậy đó, để khi mà mình nấu nó không có bị đục. Mình mới cho cái lá lách nè, lá mía đó, bao tử nè, cái này lưỡi nè, cái mấy trái cật. Cái phần này thì không cần nước sôi, mình cho vào từ lúc ban đầu luôn nha cả nhà. Thì cá mới xài nước sôi thôi. Cái này là cuốn họng. Bên kia thì mình đang bắt cái nồi nước để tí nữa cho cái phần gạo gan anh Khải mới gan xong á, tí nữa mình bỏ vô. Cái chùm này là phèo này, phèo lỡ chứ không phải phèo non nữa. Quá thằng cái chùm phèo kìa. Tại sáng phèo non có người dặn rồi, cô không có để cho mình được. Không mà cái phèo đó ăn cũng ngon lắm em. Phèo lỡ. Ngon chứ. Phèo lỡ như là hồn lỡ xa vào đôi mắt em vậy. Cắt ra. Bữa nay cái nồi cháo lòng mình cũng là đầy đủ của một nồi cháo lòng. Tức là theo ở quê mình ăn thì thông thường thì nói cái phần lòng dồi với cả nhà thì cũng không phải là nhà nào cũng làm, thì nhưng mà bữa nay tính làm nhưng mà công chuyện cũng lu bu á, làm không kịp. À cái lòng dồi ha. À nếu mà đúng cháo lòng á thì người ta cũng hay có cái lòng dồi đó. Chứ sáng em mua anh thấy cũng nhiều quá nè. Rồi em không có làm lòng dồi. Chứ quyết thì mình mua về mình tự luộc nè, nó ngon dễ sợ luôn. Mình với Dương Hai thì thích ăn thịt ba gọi, nhưng mà bữa nay quyết định ăn cháo lòng là không có thịt trong đó. Cháo lòng mà. Thành ra Dương Hai cũng hơi buồn nhẹ hay gì nè. Mà cái màn treo ruột á, cái phèo á nó có đúng rồi, đúng rồi, cái đồng cái cục khúc phía trong á anh Khải, nó béo béo đó ha. Mã chài đó, có miếng mã chài dính chung nữa đó. À, vậy là cũng được anh Khải ha. Được. Đỡ gạt ra. Cay mắt quá. Chứ mình thì mình với anh Khải thì thích ăn cái phần thịt ba gọi có mỡ mỡ đó cả nhà. Nay để hơi á, mời gia đình mình ra ăn xong cái em hỏi cái nồi cháo này bán nhiêu nghe anh Khải, mình thuốc mình chia tiền nha. Hôm bữa là chia cái nồi kagi 800 rồi, bữa nay nồi cháo lòng này bự lắm, cái nồi cháo lòng này bự lắm. Lấy vốn lại ha. Ừ. Cái đó phải cho Dượng Hai chim mồi vô mới được. Kêu giá cao cao. Bởi vì mình phải bàn. Dượng Hai nó trời ơi, cái này không nồi 700-800 rồi bán khoảng 1,2 triệu cho Út Thiện dính đầu ra Dượng Hai. Tại vì cả nhà ơi, tại vì Út Thiện bữa nay Út Thiện với lại cha mình á là đang làm sửa nhà ở trong đó, ở trong nhà, thành ra là không có ra đây. Hơi nữa làm xong thì mình mời gia đình ra, mẹ chị Ly rồi bữa nay có Út Nhân với lại anh Tiến về chơi nữa. Băng đi cắt mớ lá chuối cả nhà ơi, hơi để mình lót lên mình để ra ngoài. Có cái vườn chuối phía sau này là mọc không kịp với hai chồng mình luôn nè. Cắt suốt một tàu này đúng rồi. Ok, vô mình lau ra được. Ui sao mà chuyển mưa thế, đen thế. Bữa nay chắc ăn dính mưa quá Dương Hai. Mưa ba cái lòng này mình làm chi thương được không ta? Chắc được quá. À, cái bếp giờ vô đây rồi cả nhà. Mưa quá mưa. Ông trời nãy giờ ông làm ghê quá cả nhà. Thì mà mới sơ qua cái à, mình dọn vô mình giờ vô đây sẵn sợ ướt.
này là phần xương này, nấu cho nó ngọt nước. Mình mua cả nhà người ta sẽ cho thêm mình phần xương, mà không biết làm sao xin xương mà nỡ lòng nào cho xương không, không dính miếng thịt. Hay thiệt chứ, xin xương là cho xương không, trời cho xương còn gì nữa. Cái gì xin miếng ba gọi thử, chứ có cho ba gọi không ha. Rồi nói con mua ít lòng thôi, cho có cái xương thịt không, cho con xin miếng xương thịt nó nấu cho ngọt nước. Xương thịt ngọt nước hả? Cái đó hơi ngọt, cái đó hơi mặn rồi đó. Bữa nay nấu cháo lòng thì chỉ cần một thợ nấu thôi cả nhà, mình nên băng là nấu đủ rồi. Anh Khải chỉ phụ bếp gan gạo với lại hành, không là có thời gian ngồi hút thuốc nè cả nhà. Con cháo cũng tương đồng với món luộc thôi, thì nó hơi lâu thôi chứ như luộc không à. Quá nhiều quá ha. Ừ. Bữa nay làm cái nồi hoành tráng cả nhà. Cái anh hỏi lại cái này nãy là cái gì quên rồi. Cái này hả? Chất cật. Chất cật hả? Cái đó ngon đó. Ngon. Ừ. Nói chung lòng là cái nào cũng ngon hết trơn á. Mà đặc biệt mà phải phèo non nữa ha. Ừ, phèo non mà sáng phèo non là mình đi chảy rồi. Mình dặn chảy, có người dặn rồi cho nên cô không có để cho mình được. Cho cái bây giờ cái phần phèo này mình chần xong mình cho vô luôn. Rồi, cái chùm phèo là cái món cuối cùng. Rồi, bên đây anh Khải cho vô cái cho gan vô luôn hả anh Khải? Cho gan vô luôn. Luộc luôn. Mình luộc nè. Cái nước bên đây nãy mình luộc mấy cái phần lòng, bây giờ gan thì mình cho vô luôn cả nhà. Tại gan mình luộc nó đen lắm. Gan thì có hôm bữa anh nhớ anh có hỏi ông ta là có loại sao mà nó cứng mà có loại nó mềm. Gan đá với gan gì ta? Cái loại mà ăn sột sột mà nó cứng cứng đó là gan đá. Người gan này là gan gì? Gan này gan gì anh Khải? Để hơi ăn đi, để gan heo. Để hơi ăn đi biết gì? Em chỉ nhớ là gan đá thôi, gan kia là gan gì? Mà quan thích ăn khoái ăn gan không? Khoái, mà cái gan mà mềm mềm béo béo á. Ừ. Béo béo mềm béo khoái. Gan đá ăn nó sực sực cũng ngon ha. Cái lòng nãy giờ mình luộc nó chín rồi nè cả nhà. Giờ băng sẽ cho ra cái thau để mình cho phần gạo gan vô nấu cháo. Này cái cuốn hàu hấp dẫn quá. Thơm, thơm mùi thịt quá ha. Em ha. Này cái lưỡi nãy mình cắt ra cho nó mau chín nè. Trong đây cái có phần lưỡi là nó lâu chín hơn ta thấy. Cục thịt này dính với cái lưỡi. Bồ tử. Này giống nấu bán quá anh Khải. Quá trời nhiều rồi. Có cái đùm này nhìn hấp dẫn nè. Béo lắm đó. Ừ, phèo quá. Phèo lỡ này có cái vị nhẫn nhẫn nè. Mà đúng gì nhẫn đó, nó mới ngon người, đó. Nhầm người không nhẫn mà người ta không chịu đó. Ừ. Sao phỏng quá. Cái phần gạo gan á cả nhà thì mình nấu thì nó sẽ mau chín hơn là mình để nguyên cái lúc mình chưa gan, nguyên hột gạo. Mình thả vô mau nở lắm. Gạo gan thì nó mau nở. Cũng tùy dùng á cả nhà, thì bên mình á thì ăn á thì thường ăn cháo gạo gan. Còn cũng có một số khu vực thì người ta sẽ nấu luôn cái phần gạo nấu trực tiếp từ gạo luôn. Cái này là gạo nãy mình có vo rồi đó, rồi mình mới gan. Mình cho vô luôn. Rồi, theo kinh nghiệm của bà thợ nấu là bao nhiêu phút cái này sẽ ăn được? Nửa tiếng nó có ăn. Nửa tiếng nó có ăn ha. Anh Khải bên đây vớt cái phần này ra luôn đi anh Khải. Vậy vớt gan ra luôn hả? Chắc chín chín nữa trơn rồi đó. Chín rồi. Vớt ra đi cho thợ nấu sắc ra luôn. Đợi nguội nguội mới được chứ. Cái này mà đang sắc mà có ăn cốc ngụ rồi ha, chấm với nước mắm là lụm được ha anh Khải. Đang chờ gì nữa. Vô nhà mua rượu luôn đi. Đã xác định được gạo đó là ủa lộn gan đó là gan bột. Gan bột nha cả nhà. Nãy giờ suy nghĩ mà nhớ là gan bột. Còn gan đá thì nó hơi sột sột. Gan bột thì nó dẻo dẻo. Bữa nay mình nấu gì cũng siêu to hết. Thành ra là nó luôn tràn nồi luôn cả nhà. Ngon ha. Sao? Chưa chín tới ha? Không, ý là em nói gan bột nè. Là nó có bột bột hay sao em? Nè. Còn cái gan đá là nó đen đen mà nó hột 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 á. Giờ dùng ngay thử rồi. Có bột không? Ừ, bột. Dẻo dẻo ha. Bột là ok rồi. Dẻo dẻo em thử mới biết nè, em biết bột hay không nè. Này sao ta? Ngon. Đúng rồi. Ngon quá cả nhà. Giờ mình góp củ mình nhậu luôn được không? Ăn dụng gì ngon nè. Nói góp củ qua nhậu luôn đi coi comment đây. Cắt
qua cái mà sắt mà kêu sực sực cái cạch cạch đó cả nhà. Đó cái phần đó ăn mới 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 găng đó. Miền Tây mình mà đám cưới á. À, buổi tối hay hay nấu mà cháo khuya đó bạn. À là tận dụng thường thường thì người ta sẽ đám cưới người ta sẽ làm heo. Xong cái phần lòng người ta sẽ để lại tối người ta nấu cháo đó cả nhà để đãi những bà con thân thuộc với lại xóm giềng. Còn ban ngày thì đãi mới đãi món chính. Thường thường là nói chung là cháo lòng, cháo bây giờ có biến tấu nữa nha, nhầm chỗ giờ chỉ là nấu lẩu, nói chung là nấu lẩu luôn. À, đêm nhóm họ anh Khải. Nhầm nhà người ta khá giả thì người ta nấu lẩu trâu. À, lẩu trâu luôn. Chứ giờ heo mắc rồi người ta nhiều khi người ta cắt thịt á, chứ hồi xưa là làm heo không mà. Làm heo cái người ta nấu cháo cháo khuya nè. Dạ. Mổ heo á. Mổ heo. À, đám cưới cái bằng heo. Cái bằng ngày là cái phần người mà làm heo tiếp á là được cái gì ăn heo nướng. À, heo nướng bán thịt dư dư rồi dư đó. Dư đó ha. Đó. Lấy cái khúc. Dai thịt chẳng dừng rồi đó. Nướng mà, cái đó là cái ngon không đó. Ngon dư dạ. Dưới là ăn đồ ngon. Phải phải. Cái đó là phải ngon không đó. Tại vì mình đóng làm heo chứ. Là xay rồi đó, lúc là nướng phải không? Dục ra có một bộ phận là bắt lửa lên nướng. Đó. Mà đó đa phần là nướng mội luôn, chấm mắm trong. Đúng rồi. Tới chuyện luôn. Ăn dụng. Mang nén ăn dụng. Hôm nay anh Khải quậy quậy nồi cháo dùm để nó dính đít anh Khải. Đúng rồi, tại nó thích đít là nó sẽ có cái mùi nó không ngon. Bây giờ cháo nhừ nha cả nhà, băng tiến hành niêm để mình gia đình mình ăn thôi. Cái nồi cháo này cũng đãi khoảng 3 mâm á cả nhà. Theo mà nhóm họ đám cưới là 3-4 mâm á. Ngon hấp dẫn. Cái quýt trong này ngon lắm nè. Ừ. Đáng mình mua quýt lỏng lỏng về mình tự mình luộc á. Chưa lên ít. Ừ. Cháo hành. Này cháo hành của Thi Nở. Chưa chưa lên miếng đó. Ok. Tại thôi mình múc ra cái son nữa, mình bỏ vô thêm miếng nữa. Ok, mình ăn mình bỏ tiêu sau ha. À ok. Ôi ui. Cái nồi cháo này bán 1,2 triệu phải anh Khải ơi. 1,2 triệu phải rồi. Phải rồi, đủ tiền rồi. Rồi, anh Khải nhắc xuống giùm em. À bây giờ nhắc xuống nha. Nồi cháo hết biết cả nhà. Giờ mình đem trái vô cho nội nha mọi người. Để cả nhà mình được một đĩa rất là nhiều. Đó, bây giờ cái gan là mình ngưng được rồi đó. Nghe là anh dừng đi. Dừng đi ha. Rồi em dắt em xắt cái phần phèo đi. Phèo nữa là được. Phèo nữa là được cả nhà ơi. Ngon lắm, ngon rồi, quá đói rồi. Rồi ok. Xong rồi đó. Chị chừa lại mỗi cái mỗi thứ một ít đi hả? Ừ. Ừ. Rồi. Mai mua cái cho mình ăn cơm đi. Em ăn cháo chứ. Nó lộn. Quen hả? Rồi chuẩn bị mời cả nhà. Cả nhà ơi, bữa nay gia đình mình có nấu cái nồi cháo lòng với cả nhà. Bây giờ cũng chín hết rồi, mình mời cả nhà dùng cháo chung với gia đình mình nha cả nhà. Rồi, bên đó mình có chuẩn bị mấy ít rượu cả nhà. Rồi giờ mời cả nhà vô với gia đình mình nha. Cả nhà nha. 1, 2, 3 vô. Bơi trước kìa. Mẹ ăn giá mẹ. Sướng. Bằng mình để trên cái nồi cho nó nóng á cả nhà. Bên đây thì mẹ ăn nóng không được, mình múc ra thao sẵn. Bữa nay ngoại cô Tin mới đi đám hồi sáng về. Gia đình mình thì bữa nay cũng có chị Ly quen thuộc mẹ. Nhân thì nói chung là lễ thì Nhân cũng về nhà cả nhà. À, băng anh Khải, cha Út Thiện với lại anh Tiến nha cả nhà. Uống ly rượu vô cái nó ấm lòng chiến sĩ thiệt. Mưa này ăn cháo thì đúng sách rồi đó. Cả nhà cho mình cái cảm nghĩ về cái ni lòng heo của món bữa nay mà thằng nấu quê hương nấu nha cả nhà. Quá trời đẹp. Không biết đẹp không á mà nãy mới sắc ra là cứng hồng rồi đó. Một người sắc, một người gấp mà cái người ngồi nhìn là nó chịu không được. Nước miếng để cứng họng anh đi. Cứng họng nước miếng luôn. Thấy rõ ràng mà. Nói chuyện đứt quãng.
Anh vừa sắc vừa có ly uống cái bên sắc miếng lụm miếng làm nửa ly. Đồng nhiều lắm á anh Tiến, chị ly đồ ăn nha chị. Uống hồng. Có bao tử. Uống hồng nha. Nó ngon, nó giòn. Cái phèo này cái đó ăn nhai cộp cộp luôn á anh Tiến. Cái phèo này là phèo lỡ mà đắng không đắng, ngọt không ngọt mà nó nhẫn ăn kiêm. Lúc mình sắc ra em thấy có nó ra cái gì đó chắc nó béo lắm đó. Kêu bằng sữa đó. Sữa ha cả. Ăn sức mùi hơi nọt luôn. Em ăn muỗng không? Anh lấy muỗng cho. Bữa nay không có thời gian, phải có thời gian cái mình làm cái lòng dồi á. Cái lòng dồi. Bởi lòng dồi đó biết làm mới được chứ hơi khó làm á. Cha biết làm, đại không có hỏi cha nè, cha biết làm. Ở đây chỉ có cha nhà mình biết làm. Đầu bếp Quê Hương biết nữa nhưng mà không đủ thời gian làm. Cái phèo ăn im thì chứ. Út ăn đi Út. À, là đợi uống rượu ra dấu cái nè. Thôi mời cả nhà. Thấy Út ngồi mà chưa vô. 1 2 3 vô. Cái gan này hồi nãy nó gan gì, gan bột hả? Gan bột. Đúng rồi, gan bột nè. Nó có hột hột. Hột hột gan gạo. Gan gạo. Gan gạo. Gan gạo. Là mình nhìn là còn sống mình nhìn biết không? Nhìn sống thì con nhìn không biết. Không biết. Coi như mình không chọn được mà khi mà nó chín lên mình biết hả? Người bán người ta biết, mình không biết. Ủa một con hai con khác nhau. Có hai loại gan bị... gì đó mẹ, mà không biết một con heo nó có hai loại hay là mỗi con nó khác nhau thì không biết. Anh giống miếng da. Ý con nói làm sao mà có loại gan nó cứng nha, mà cái loại gan mà nó bục bục mới béo á mẹ, là không biết là hay là cái phần trong phần ngoài của cái lá gan thì mình không biết. Gan nó có hai loại thì mình không biết. Về quê cả nhà là thông thường thì mình với cục chèo với lại ông Út là kêu bằng cái gì huynh đệ ơi hả Khải. Lâu lâu thì cha khỏe thì cha ra tham gia, còn cha mệt thì không tham gia. Mà cha cũng ít mệt lắm, khỏe không à. Cha đội mạnh luôn chứ. Cha là đội mạnh đó. Cha là huynh cả mà. Huynh cả. Anh Khải là huynh đệ ơi, cái ông Út bên kia ơi, cái là rồi. Là lụm đó hả? Lụm. Dạ, vô. 1 2 3 vô. Năm mươi bức trăm luôn trời. Bữa nay ăn đã rồi cho anh đã. Bên cả bữa nay dữ dần quá. Bữa nay lễ mà lễ lớn. Anh Khải nhớ ở Gạch Giá có cái chỗ quán cháo lòng mà buổi sáng hay có mấy chú mà lớn lớn tuổi mà đi làm thức khuya 2-3 giờ, như đi làm xong rồi tới sáng ta ăn sáng á, là có bán rượu luôn. Có bán vô chai trà xanh rượu trắng mình đó anh Khải. À, ở đường Quang Trung hả? Dạ đúng rồi. Quang Trung đó cháo đúng của người Bắc đó nha, cái đó người Bắc nấu luôn. Ngon lắm. Có lòng dồi nữa. Dạ. Im lắm. À. Mỗi bữa sáng gì đó là kêu tô cháo ra. Nếu mà không ăn cháo thì kêu lòng không cũng được, cái kêu ly chai trà xanh ra, là chai xanh rượu á. Cái ngồi ta nhâm nhi buổi sáng luôn à. Tại vì mấy cái người tăng ca đi làm về đêm á. Dạ dạ. Người ta làm buổi sáng 2-3 giờ sáng làm tới giờ đó là cũng như là như cũng xong công chuyện cái buổi đó rồi đó. Người ta uống ăn miếng uống miếng là về ta nghỉ. Có mấy cái quán ở ngoài chợ là nói vậy đó. Nó không nó như phải nó cho tôi mình mua nửa lít rượu hay lít rượu không có. Cứ kêu rượu là cứ một chai là nó quy định là một chai là bao nhiêu tiền. Nếu lát đếm chai tính tiền. Không thể. Chai 10 ngàn. Lần đó con với anh Khải đi ăn cũng thấy người ta làm thấy ngon quá, cũng thử cái hai anh em cũng làm hết chai trà xanh làm xong xỉn luôn, mới sáng sớm xỉn. À, gịch đẩy cái nó gịch vậy. Không dám đợi kìa, sáng sớm đẩy im lắm. Ngon không nha Nhân? Ngon anh. Ngon mới chộm vậy chứ không ngon đâu chộm vậy. Không ngon thiệt chứ không phải là người nhà mình làm cái mình khen không ngon thiệt, cũng không phải là đối tới 2 giờ ngon rồi. Úc nó cũng có lý, cháu Trần Quỳnh đó, cháu Trần Quỳnh luôn. Úc nó cũng có lý nha, tại giờ này mình đã trễ rồi. Cháu Trần Quỳnh á, sáng cho có ăn sáng không? Không ăn sáng luôn tới giờ này. Quên cơm. Dạ. Quên không, nói giờ cơm không làm, không muốn nước luôn trời. Mình nhảy xuống nước, không muốn nước luôn. Nãy giờ còn mấy chén rồi bà? Cũng có tiệc vậy đó. Cái này chén thứ 4 rồi. Chén thứ 3 nè. Không, cái chén nhỏ nhỏ gì mình ăn được nhiều nè. Dương 2 chắc phải có gần chục chứ ta. Nói gì chết Dương 2 à. Hổ Nhân kìa. Hổ Nhân kìa, Nhân thường thường ăn 6 chén. Bữa nào Nhân có đậu cháo không? Đậu cháo không Nhân? Em hết ăn cháo.
Em thấy trong đây là cái phèo là ăn im quá à. Ừ, nhẫn á. Đúng rồi, béo béo im lắm. Chính xác. Ừ. Nãy giờ anh ăn cũng thấy như vậy. Cái nào cũng ngon chứ mà thấy nó có cái vị nhẫn nhẫn đó là đúng rồi. Cá nấu cháo rồi cháo cá, vịt nấu cháo rồi cháo vịt. Heo nấu cá rồi cháo lòng. Mà gà, bò cũng gọi là cháo bò mà sao heo lại gọi là cháo lòng? Heo là cháo heo chứ tại này là lòng heo. Cháo lòng. Cháo bò thì có cái nghe nó làm sao? Có mấy cái thời điểm mà còn với heo nó ăn cháo. Heo vịt đâu ăn cháo. Không, băng em nhớ cha nói thật ra là có mấy chỗ để luôn. Cháo heo. Cháo heo có luôn. Dạ. Để cho bắt mắt á. Không, để là cháo lòng heo nhưng mà cái người nào cắt cớ bôi bỏ chữ lòng rồi. Còn cháo heo không à. Lật đất nhìn cho mắt cưỡng chết vậy. Cháo heo, cháo gà, cháo vịt. Mà cái mà giữa chữ cháo heo là có một khoảng cách rõ ràng luôn là biết ông nào chơi cắt cớ cái tiệm ta. À, giờ xin mời cả nhà một ly này nữa đi rồi mình xin kết thúc video tại đây nghe cả nhà. Rồi giờ mình vô ly nữa nha. Rồi, 1, 2, 3, vô. Rồi, bye bye cả nhà, hẹn cả nhà video tiếp theo nha. Bye bye. Bye. Bye.